Sáng 30 tháng 10, Công an huyện Chư Đăng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ ràng việc dân làng Mạc Bang, làng Mạc Ia Bang, huyện Chư Dây đánh khiến một người chết và một người bị mến. Nhà sinh hoạt cộng đồng nơi các đối tượng trộm chó bị đánh giả mang. Theo thông tin ban đầu, ngày 29 tháng 10, Trần Văn Nam 1971 cùng Phạm Quang Trung cùng trú tại thành phố Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và hai người khác chưa xác định danh tính, mang theo dụng cụ trộm chó đi trên hai xe máy tới làng Mạc Bang, làng Mạc Ia Bang, huyện Chư để trộm chó. Chiếc xe máy cùng dụng cụ các đối tượng được cơ quan công dụng thu giữ. Khi cả nhóm dùng dụng cụ trộm được một con cho thì bị người dân làng Mạc Bang dây cầm được Nam và Trung. Riêng hai đối tượng còn lại chạy thoát. Nam và Trung sau đó bị người dân đưa tới nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Mạc đánh. Hậu quả Nam tử chiến sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, Trung bị mến đang được điều trị tại bệnh viện.